Thời tiết khu vực tỉnh vẫn phổ biến ngày nắng với cường độ không mạnh, mưa giảm. Chỉ có mưa rải rác vài nơi vào chiều tối. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 13 tháng 12 và ngày mai 14 tháng 12. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Ban ngày nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 71 đến 76%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm không mưa, nhiệt độ 23 đến 25 độ. Ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 72 đến 77%. Huyện Côn Đảo đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 12 năm 2022, nước lớn, mức nước cao nhất 390cm lúc 18 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 160cm lúc 11 giờ 30 phút. Với tình trạng thời tiết mát mẻ thì trong ngày hôm nay chất lượng không khí ở tất cả các huyện thị thành tiếp tục duy trì ở mức khá tốt. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 13 tháng 12 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 37, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tiếp tục duy trì ở mức tốt với chỉ số AQI là 42. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa ở mức trung bình 54.